Và bây giờ còn thử thách dành cho chúng ta bắt đầu. Thank you.
nhiều mặt và nhiều nhiều phối với nhau. Còn hai bên thì nó đơn giản hơn thôi, nhưng mà mỗi cái cũng có cái đặc trưng riêng của nó. Và quan trọng là mình phải biết được là mình đang làm cái gì, và mình phải phát thảo nó ra trước trên giấy thì mình mới có thể dựng lên bằng một sản phẩm hoàn chỉnh được. Thôi thì chị quay lại với cái vấn đề đầu tiên là mình cần nói lại nha. Mình khó nghe nói là nên dùng cái dung dịch nhỏ một xíu ha, mình nói ra vậy. Mà ra là cái hình ảnh như là cái cây thì mình sẽ gọi là đưa nó về một cái dạng mà mình thật là dễ thương, cho nó đơn giản một chút, nhìn vô là bắt mắt liền, nó đơn giản không? Mà sao mình nhẹ nhàng một xíu, đưa hình ảnh khác. Em còn cái kiểu gì đó không? Là những ngày khác sẽ đang rất là mong muốn hai chị em mình đưa ra một cái hình ảnh thật là hay. Và nó thích những cái gì màu sắc và đối tượng mà em nhắm tới đây là đồ thức uống dinh dưỡng dành cho chị em, thì mình nhắm tới những chị em đang phát triển là tuổi còn rất nhỏ, thì mình có thể dùng cái hình ảnh minh họa về cái sản phẩm đó, và mình có thể cho thêm, mình có thể phát thảo thêm về những cái thành phần dinh dưỡng đó, nhưng mà hoàn toàn tự nhiên bằng trái cây, thì mình có thể cho những cái trái cây đó lên bao bì của mình, hoặc là đặc biệt hơn đó, thì mình có thể sử dụng ống hút cũng được. Ống hút như thế nào em? Dạ, em nghĩ là mình nên làm một cái ống hút mà nó dễ, nó có những cái hình dáng dễ thương mà rất dễ thương. Dùng một cái ống hút có hình kiểu dáng đặc biệt một xíu ha. Cái này sẽ là em đi cũng nhiều hơn, thì ta đưa cái hình lên cái ống hút này và đưa cái hình đó lên hàng cho hấp dẫn nha. Rồi thôi bây giờ những cơ bản và những ý tưởng của chị em sẽ diễn tốt rồi đó. Còn bây giờ thì chắc là thôi chị đem cái này về. Chào anh không? Sếp. À, không biết thì công việc như thế nào rồi đó. À, cô Tâm nè, nghe nói là cô mới dự được một cái dự án về cái logo rất là đẹp, thì cô thấy cái đạo sáng của cô là một á, và có vẻ nếu mà được hơn á, thì sau này á, cô sẽ lên một chiếc dự phòng. Và bây giờ á, Sếp, chữ gì mà chữ phòng gì đây? Cô hiểu mà, chữ phòng hay không là trong buổi hôm nay cái hợp đồng quan trọng nhất. Hello cô, tôi định giao anh cô, anh cô làm cái đâu rồi? Rồi bây giờ thay đây thì mình phải trước nha sếp ơi, đây là ý tưởng mà em đã phát thảo rồi, sếp thấy như hôm bữa sếp trao cho em đó là phẩm dịch về em, để đây em là cái hình thói mình dùng của cái hình thói cái nhỏ thôi, tại vì nó thường nó uống hay uống không hết như vậy thì rất là quý. Mà đặt em sẽ sử dụng màu sắc nó tươi sáng một chút xíu cho chị con nhìn vô và bắt mắt liền nè. Còn những cái hình ảnh mà vô trên bao bì á thì mình dùng những hình ảnh trái cây và bông hoa cho mình giả tưởng lại để đưa những hình ảnh rất đơn giản sao để đặt vô mắt mình liền luôn. Và một điểm rất quan trọng nữa mà ý tưởng em cảm thấy ý tưởng em tâm đắc chứ từ hồi đó giờ luôn, đó là cái chuyện mà sử dụng một cái dạng ống hút, mà trên ống hút này sẽ đưa những cái hình ảnh rất là dễ thương. Ý tưởng này hay. Ý tưởng này là của em. Của cô anh. Dạ đúng rồi. Ờ, mà của cô anh có vẻ ổn mà thấy. Có thể còn là sẽ được ý. Vậy là rồi, cảm ơn rất nhiều. Có cái gì cơ, cô Tâm có hỏi gì tặng quẻ cho cô đâu? Ờ, em với chị làm chung. Trời, em nói gì vậy Tâm? Chị là người lớn, em nói gì vậy là không được. Rồi sao đây? Đó, tay nãy chị bảo là chị đi đông tay nên không có giờ. Trời ơi, tay có đau hồi nào không nè? Rồi tay gì là sao đây? Chị bẻ, đặt đêm qua, sếp gọi em và em lên bệnh
lần đi chạy đi. Bạn bè của cô đâu? Dạ, em có thể nói là đây là bạn bè của em. Và có thể chứng minh cho sáng thấy đây là bạn bè của em. Chứng minh à? Tên của Hoa là bạn đây. Có chứng minh những gì? Dạ, nếu mà đó là ý đồ của em thì em có thể diễn giải nó. Và em sẽ nhớ được cái điểm đặc biệt của cái sản phẩm của em. Diễn giải gì nữa? Cái hôm qua cô đã làm nổi rồi. Có gì? Về sản phẩm, tại vì đó là ý tưởng của em và có nhiều điều em chưa nói xong với chị và em vẫn giữ cho mình. Cô phải hiểu là nhiệm vụ của giao và nhiệm vụ của cô có hay không có. Bây giờ cô trả lời tôi là có hay không? Đúng không sếp? Quan trọng nhất là cái sản phẩm, đó là cái hiện vật trên bàn này đang là sắp này là tập vẽ của chị. Rõ ràng là ký hiệu không tên chị thế này thì làm sao mà nói hiệu được? Cô giải thích đi, nhiệm vụ của giao cô bây giờ là sao? Em nghĩ là như vậy. Bây giờ có thể trình bày cái sản phẩm đó ra theo ý của em và xét thử nghĩ rằng là sản phẩm nào sẽ tốt hơn. Trình bày bây giờ em không có, cô trình bày cho em như thế nào? Nếu mà cô nói gì như vậy này, Hoa đã trình bày cho cô hết rồi. Hoa đã nè. Là giống của em mà không hề một cái gì là của cô vậy hết. Cô ơi, nên sếp sẽ để cho em nó thử một câu hỏi được em nói như thế nào được á. Cái nỗ lực của em nói như thế nào để vượt qua chị, trong khi chị có cái năng trách nhiệm mà em không có được chút xíu nào. Sếp cứ để em nói thử xem. Cô thử xem, thử xem như thế nào. Tôi cho con một cơ hội. Nếu chị nói đây là bạn bè của chị thì em sẽ hỏi chị là tại sao mà không phải mình không sử dụng những hình chai nhựa, chai thủy tinh có hình khác mà em phải nhất định phải dùng là để hộp giấy. Rất đơn giản, rất thứ nhất thì trẻ con làm thủy tinh rất nguy hiểm. Nếu lỡ mở này kia thì có thể gây ra nguy hiểm cho em nè. Rồi đồng thời còn các bạn bè nói nhiều đúng không? Chị vậy một vấn đề thứ hai nữa đó là về ống hút. Nếu như về bảo vệ môi trường mà chị sử dụng ống hút mà có thêm nhiều cái hình thù hoặc là chị ít màu lên nó thì nó sẽ không có đảm bảo về an toàn thực phẩm và nó có thể gây độc hại. Thì em có một ý kiến khác đó là mình sử dụng nắp vặn để tiện lợi cho học sinh, tại vì thường nó sẽ không uống hết trong một lần và nó sẽ chia ra nhiều lần uống. Bạn khỏe. Nói chung tóm lại cái này là của em, sếp sẽ xử lý sao đi? Mọi thứ đã đành đành rồi. Có nhìn nét vẽ thì tôi không biết của ai. Tôi xin cố luôn là cái bạn khỏe này của Tâm. Sếp, cô anh thân mến, tôi muốn nói với cô qua đây để cho cô biết rằng khi là một người kinh tế, chúng ta quan trọng nhất đó chính là ý tưởng. Chúng ta quan trọng và chúng ta phải hiểu gì đó là ý tưởng của mình. Đừng để gì đánh cắp ý tưởng, đánh cắp bản quyền. Cô nói của cô, nhưng mà trên giấy tờ là của cô anh, chắc chắn là mình sẽ lên của cô anh. Nhưng mà nếu giờ camera có nghi vọng hết rồi, chúng ta sẽ thêm của người mẹ đây. Tôi hy vọng rằng sẽ là hai cô. Alo, chúng tôi sẽ hoàn thành cái sản phẩm của nó coi một cách nó có thể là sản phẩm đề tài của chúng tôi. Chào giám đốc.
thì ông nghe nói đó. Bên phía chủ tư có gọi cho tôi và báo là cái sản phẩm của mình đưa lên một cái thiết kế nhưng mà không hôm trước tôi tâm có báo với tôi là cô ấy có thiết kế nó có ý tưởng về cái bản thiết kế đó và tôi coi nó một trình bày cho tôi và tôi có đưa cái tổ thiết kế xuống cái xưởng và họ cảm đã thể hiện ra cái bản vẽ và nhưng mà còn thiếu một số ý cái là đầu tư họ chưa có đồng ý cái bản thiết kế của mình. Dạ thì giám đốc tôi thử là có phải giống như là bản vẽ này không ạ? Ừ đúng, đây là cái bản vẽ mà ý tưởng của tâm tôi đã dạ đã trình bày lên chủ đầu tư nhưng mà nó đang còn thiếu một số ý tưởng cần bổ sung. Dạ như vậy là quá rõ ràng rồi đúng không ạ? Bản vẽ này không phải của anh mà là của cô Tâm. Nhưng mà họ cho mình ba cái phương án để lựa chọn và tức là vừa cái thiết kế nhưng mà mình cần phải bổ sung nhiều thì có mọi người hết thì mình xem là mình chọn sản phẩm nào. Thứ nhất là mình có ba cái hình thì cái thời gian của Tâm đã tay vào đây rồi cái ý tưởng của thầy lên văn bản rồi thì mình họ lại hoàn thiện cái văn bản này để cho chủ đầu tư. Nhưng mà nhiều gì nữa đã quá rõ ràng rồi này bản vẽ này là của cô Tâm và đúng là của nhà học. Cô Tâm phải rút ra thiết kế giữ ý tưởng cho cái bản vẽ này và giữ quyền tác phẩm cho mình. Cô Tâm hiểu chưa? Dạ hiểu rồi sao? Và cái tôi biết là trong công ty thì họ cũng có người có một cô Tâm có ý tưởng thiết kế tốt và cô Anh thì lại thể hiện mặt vẽ rất là trên máy thì rất là tốt nên là cái khâu quy trình của chúng ta phải gắn kết với nhau khi đó công ty mới phát triển được. Khi đấy thì giờ tôi ở ngoài và thấy cái trường hợp này nên là mình cần phải hỗ trợ cho họ sức lại nhiều hơn khi đó công ty mình phát triển được. Dạ ok sếp ạ, chúng em tiếp tục với công việc của mình là cảm ơn sếp rất là nhiều ạ.